gì? Con gì đấy? Con vịt. Con vịt. Mình đang học không ăn không được. Hả? Ngon không? Này. Chưa ăn được. Nhưng mà các trò có nhúng mỡ là không ăn. Cứ cái miếng là cả lại cả mỡ trong cái đầu là ăn được miếng mỡ của mình. Cái nặng là mặn, cứ ngay vào một lần nặng bỏ nó. Miếng mỡ là ăn hết. Miếng mỡ là ra bình thường. Anh qua đây kéo khứa khứa cho nó ở giữa thì nó dễ cắt. Không có gì, tắt đi, tắt nha. Đi ra đây, hết.